Thầy Lan rất vui được gặp lại các con trong bài học trực tuyến ngày hôm nay. Trước khi vào bài mới, chúng ta sẽ tiến hành sửa các bài tập cũ nhé các con. Nào, và bây giờ chúng ta cùng sửa bài tập. Đến với bài tập số 1, yêu cầu là tính. Các bài tập cho là trừ số đo thời gian. Chúng ta cùng sửa câu A. 23 phút 25 giây trừ 15 phút 12 giây. Đầu tiên, thầy muốn lưu ý các con việc đặt tính. Các đơn vị đo thời gian phải đặt thẳng cột với nhau. Sau đó các con ghi dấu trừ bên trái phép tính, rồi gạch ngang thay cho dấu bằng. Sau đó thực hiện từ phải sang trái. Ta sẽ có kết quả như sau. 8 phút 13 giây. Chúng ta bước sang câu B. 54 phút 21 giây trừ 21 phút 34 giây. Ta nhìn thấy 21 giây bé hơn 34 giây, do đó ta sẽ bớt 1 phút ở 54 phút. 1 phút bằng 60 giây, ta cộng với 21 giây, ta được 81 giây. 54 phút đã bớt đi 1 phút, ta được 53 phút. Cụ thể ta sẽ chuyển đổi thành như sau. 53 phút 81 giây trừ 21 phút 34 giây. Ta sẽ thực hiện trừ từ phải sang trái và ta được kết quả 32 phút 47 giây. Chúng mình cùng bước sang câu C. 22 giờ 15 phút trừ 12 giờ 35 phút. Ta sẽ đặt tính như sau. Tương tự như câu B, ta phát hiện ra 15 phút bé hơn 35 phút. Do đó ta sẽ bớt 1 giờ. 1 giờ bằng 60 phút. 60 phút cộng với 15 phút bằng 75 phút. 22 giờ đã bớt đi 1 giờ, còn 21 giờ. Ta sẽ chuyển đổi thành phép tính như sau. 21 giờ 75 phút trừ 12 giờ 35 phút và ta được kết quả 9 giờ 40 phút. Chúng ta cùng sửa tiếp bài tập số 2. Yêu cầu của bài tập số 2 tương tự như bài tập số 1 là tính. Trừ các số đo thời gian sau. Chúng ta đi vào sửa câu A. 23 ngày 12 giờ trừ 3 ngày 8 giờ. Ta nhận thấy 12 giờ có thể trừ được 8 giờ. Ta tiến hành trừ từ phải sang trái. Và ta được kết quả 20 ngày 4 giờ. Chúng ta qua câu B. 14 ngày 15 giờ trừ 3 ngày 17 giờ. Ta nhận thấy 15 giờ bé hơn 17 giờ. Do đó để trừ được ta sẽ bớt 1 ngày ở 14 ngày. 1 ngày bằng 24 giờ. 24 giờ cộng với 15 giờ. Ta sẽ được 39 giờ. 14 ngày đã bớt đi 1 ngày, ta còn lại 13 ngày. Ta chuyển đổi thành phép tính như sau. 13 ngày 39 giờ trừ 3 ngày 17 giờ. Ta thực hiện từ phải sang trái, ta sẽ có kết quả 10 ngày 22 giờ. Mình bước sang câu C. 13 năm 2 tháng trừ 8 năm 6 tháng. Tương tự như câu B, ta nhìn thấy 2 tháng bé hơn 6 tháng. Ta sẽ bớt 1 năm ở 13 năm. 1 năm bằng 12 tháng. 12 tháng cộng với 2 tháng bằng 14 tháng. 13 năm đã bớt đi 1 năm, ta còn lại 12 năm. Ta sẽ chuyển đổi thành phép tính như sau. 12 năm 14 tháng trừ 8 năm 6 tháng. Khi đó ta đã có đơn vị tháng lớn hơn, ta tiến hành trừ từ phải sang trái và ta được kết quả là 4 năm 8 tháng. Chúng ta muốn tìm được thời gian người đó đi quãng đường AB
Nếu không kể thời gian nghỉ, thì lời giải đầu tiên các con phải tìm được thời gian người đó đi hết quãng đường AB có kể thời gian nghỉ. Ta sẽ lấy 8 giờ 30 phút trừ 6 giờ 45 phút, ta được kết quả 1 giờ 45 phút. Đây là thời gian người đó đi hết quãng đường AB có kể thời gian nghỉ trong đó. Vì câu hỏi của đề bài là không kể thời gian nghỉ, do đó ta lấy kết quả này trừ đi thời gian nghỉ, nghĩa là ta sẽ trừ đi 15 phút nghỉ. Lời giải thứ hai như sau. Thời gian đi từ A đến B không kể 15 phút nghỉ. Ta lấy 1 giờ 45 phút trừ 15 phút bằng 1 giờ 30 phút. Và từ đó ta có đáp số 1 giờ 30 phút. Mời các con cùng đến với bài học mới ngày hôm nay. Nhân số đo thời gian với một số. Để tìm hiểu cách nhân số đo thời gian như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ sau. Trung bình một người thợ làm xong một sản phẩm hết 1 giờ 10 phút. Hỏi người đó làm 3 sản phẩm như thế hết bao nhiêu thời gian? Để hiểu rõ hơn về bài toán, các con xem phần minh họa nhé. Bác thợ rèn này đang làm một cái bay. Cái bay này để dùng trong xây dựng đó các con. Và bác phải tốn mất 1 giờ 10 phút. Hỏi làm 3 sản phẩm như thế thì phải tốn bao nhiêu thời gian? Để tìm được thời gian làm 3 sản phẩm thì chúng ta sẽ lấy thời gian làm 1 sản phẩm nhân lên 3 lần. Cụ thể các con sẽ lấy 1 giờ 10 phút nhân cho 3. Ta sẽ đặt tính như sau. Khi đặt tính các con cần lưu ý, ta viết đơn vị đo thời gian ở trên, số lần ở dưới. Số lần dưới đơn vị đo thời gian bé đó các con. Mình ghi tiếp dấu nhân rồi gạch ngang. Sau khi đặt tính xong, các con sẽ nhân từ phải sang trái. Cụ thể ta sẽ lấy 3 nhân cho số phút, rồi ta lấy 3 nhân cho số giờ. Thầy sẽ làm như sau: 3 nhân 10 bằng 30 phút. Tiếp tục, 3 nhân 1 giờ bằng 3 giờ. Vậy 1 giờ 10 phút nhân 3 bằng 3 giờ 30 phút. Vậy chú công nhân đó làm 3 sản phẩm mất 3 giờ 30 phút. Chúng ta cùng đến với ví dụ thứ hai như sau. Mỗi buổi sáng Hạnh học ở trường trung bình 3 giờ 15 phút. Một tuần lễ Hạnh học ở trường 5 buổi như thế. Hỏi mỗi tuần lễ Hạnh học ở trường bao nhiêu thời gian? Thì mời các con xem phần minh họa. Bạn Hạnh học ở trường mỗi buổi sáng như vậy là hết 3 giờ 15 phút. Trong một tuần, bạn học 5 buổi như thế. Hỏi mỗi tuần lễ Hạnh học ở trường bao nhiêu thời gian? Như chúng ta đã biết, mỗi buổi sáng Hạnh học 3 giờ 15 phút. Mà trong tuần Hạnh học 5 buổi như thế, do đó ta sẽ nhân lên cho 5 lần. Ta sẽ thực hiện phép nhân 3 giờ 15 phút nhân cho 5. Chúng ta sẽ đặt tính như sau. Đối với đặt tính của số đo thời gian nhân cho một số thì các con lưu ý, các con sẽ đặt số đo thời gian ở trên, số lần ở dưới. Dưới đơn vị đo thời gian bé đó các con. Rồi các con ghi dấu nhân bên trái phép tính, gạch ngang thay cho dấu bằng. Sau đó chúng ta tiến hành thực hiện nhân từ phải sang trái. Ta được kết quả 15 giờ 75 phút. Ở bài này các con thấy 75 phút nó lớn hơn một đơn vị quy ước trước đó. Vì 1 giờ bằng 60 phút. Do đó các con có thể nhẩm 75 phút này bao gồm 60 phút cộng 15 phút hay 1 giờ 15 phút.
Từ đó các con sẽ lấy 1 giờ cộng vào đây là ta được 16 giờ và còn lại 15 phút. Vậy 3 giờ 15 phút nhân cho 5 sẽ bằng 16 giờ 15 phút. Bạn Hạnh đi học một tuần lễ như vậy có thời gian là 16 giờ 15 phút đó các con. Vậy khi nhân số đo thời gian với một số, các con cần lưu ý. Khi đặt tính, các con đặt số đo thời gian ở trên và số lần ở dưới đơn vị đo thời gian bé. Tiếp theo, thực hiện phép nhân từng số đo từ phải sang trái. Các con cần lưu ý, trường hợp kết quả số đo thời gian mà lớn hơn đơn vị quy ước trước nó, các con phải đổi qua đơn vị lớn liền kề cho đơn giản hơn các con nhé. Vừa rồi thầy đã giảng cho các con cách nhân số đo thời gian với một số, áp dụng những điều chúng ta mới vừa được tìm hiểu. Các con làm các bài tập, đó là bài 1 và bài 2 trang 135 sách giáo khoa. Nào chúng ta cùng đến với bài tập đầu tiên. Yêu cầu của đề bài là tính. Ở câu A thì các bài tập người ta cho tương tự như bài giảng thầy mới vừa giảng xong. Chúng ta cần lưu ý ở kết quả của bài nhân số đo thời gian, nếu kết quả ở đơn vị bé lớn hơn đơn vị quy ước hoặc là bằng đơn vị quy ước trước đó thì các con phải làm công việc đổi sang đơn vị lớn liền kề để được một kết quả đơn giản hơn các con nhé. Thầy sẽ hướng dẫn các con câu B. Câu B đề bài cho 4,1 giờ nhân cho 6. Có khác ở câu A ở chỗ rằng là thừa số thứ nhất người ta cho dưới dạng là số thập phân. Do đó chúng ta sẽ thực hiện như sau. Ta đặt tính giống như đặt số thập phân nhân cho một số tự nhiên và nhớ kèm đơn vị đo thời gian vào. Sau khi đặt tính xong, các con thực hiện giống như số thập phân nhân cho số tự nhiên mà thôi. Chúng ta nhân để được kết quả nào? Ta lấy 4,1 nhân 6 bằng 24,6. Sau đó các con kèm đơn vị giờ vào kế bên, ta đã được kết quả. Chúng ta cùng đến với bài tập số 2, cùng đọc đề với thầy các con nhé. Một chiếc đu quay quay mỗi vòng hết 1 phút 25 giây. Bé Lan ngồi trên đu quay và quay 3 vòng như thế. Hỏi bé Lan ngồi trên đu quay hết bao nhiêu lâu? Để hiểu rõ hơn về bài toán, các con cùng xem phần minh họa. Đây là chiếc đu quay mà trẻ con như các con ai cũng muốn chơi, bởi vì nó là một trò chơi thú vị, tạo cho chúng ta cái cảm giác mạnh, đúng không nào? Quay một vòng như vậy hết 1 phút 25 giây đó các con. Quay một vòng hết 1 phút 25 giây, bé Lan chơi đu quay ngồi 3 vòng quay như thế. Hỏi bé Lan ngồi hết bao lâu? Để biết bé Lan ngồi trên đu quay bao lâu thì chúng ta sẽ lấy thời gian của một vòng quay nhân cho 3 lần, bởi vì bé Lan ngồi 3 vòng quay như thế. Nghĩa là chúng ta sẽ lấy 1 phút 25 giây nhân cho 3. Các con có hiểu chưa nào? Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thầy hy vọng với những kiến thức mà thầy vừa cung cấp cho các con sẽ nắm vững về cách nhân số đo thời gian với một số. Chào các con và hẹn gặp lại các con ở tiết học sau nhé.